Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Việt Nam. Tết diễn ra vào mùa xuân, thời điểm kết thúc một chu kỳ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông để bước vào một chu kỳ mới, một khởi đầu mới, nên luôn được gửi gắm nhiều ước vọng. Năm 2024 là năm con gì? Theo âm lịch, năm 2024 là năm mà rồng làm chủ, cụ thể là Giáp Thìn. Rồng là biểu tượng chỉ dành cho các bậc vua chúa. Rồng cũng là loài vật linh thiêng, uyên bác và có sức mạnh vô hạn. Người xưa tin rằng, nam giới tuổi Thìn là người tài trí và có tham vọng trong sự nghiệp. Còn nữ giới tuổi Thìn sẽ rất kiên cường và mạnh mẽ, đại diện tiêu biểu của nữ quyền hiện đại. Người sinh năm 2024 thuộc mệnh gì? Có ý nghĩa ra sao? Theo ngũ hành, năm 2024 là mệnh Phú đăng hỏa. Phú có nghĩa là sự vui vẻ, đăng là ngọn đèn, còn hỏa nghĩa là lửa. Cho nên có thể hiểu những người sinh năm 2024 mạng Phú đăng hỏa chính là ngọn đèn ấm áp mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh. Cũng theo ngũ hành, mệnh hỏa tương khắc với mệnh thủy và kim. Ngược lại, thổ và mộc rất hợp với mệnh hỏa. Ngoài ra thì còn nhiều yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến cả hai mặt tốt và xấu của người mệnh hỏa. Vậy Tết có ý nghĩa gì trong người Việt? Tết là dịp cháu con tề tựu, chăm sóc mộ phần, bàn thờ tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Có thể nói Tết chính là dịp để cả gia đình cùng sum vầy bên nhau sau một năm vất vả. Nhiều phong tục xưa của Tết cổ truyền vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay như mâm cúng 30 Tết, dựng cây nêu, sông đất, mừng tuổi lì xì, đi chùa cầu an. Tết trong tâm thức của người Việt cũng là dịp để bỏ qua mọi tai ương cũ, quên đi những chuyện không hay, để đón những điều tốt lành, cùng lạc quan và hy vọng cho năm mới. Thời điểm nào là quan trọng nhất trong mấy ngày Tết? Giờ khắc linh thiêng nhất của Tết Nguyên đán là giao thừa đêm 30, thời khắc trời đất giao hòa. Gia đình quây quần, sum họp đón năm mới, mọi người trò chuyện, hàn huyên về cái được, cái mất của năm qua và bàn bạc cách làm ăn sao cho năm tới tốt đẹp hơn. Ngoài ra, người dân Việt còn có phong tục xông nhà vào đêm giao thừa. Tục chúc Tết, mừng tuổi đầu năm cũng là một mỹ tục xuất hiện từ lâu đời. Dân gian có câu, mồng 1 Tết mẹ, Tết cha, mồng 2 Tết vợ, mồng 3 Tết thầy. Đó là thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt. Nhân dịp Tết Giáp Thìn cận kề, chúc quý vị một năm mới được tràn hạnh phúc và yêu thương nhé.